Xin chào anh em, chào mừng em đã quay lại với kênh Máy móc Việt Nam Bình Tân. Tiếp tục lên cho anh em theo những cái series dòng máy chính hãng cũng như là nội địa của Trung Quốc cho anh em mình sử dụng. Thì bên đây em sẽ có cho mình là dòng máy Edon, và hôm nay lên cho anh em mình được tới hai mẫu có chở thang để cho cái giá thành khi mà anh em mình đầu tư nó rẻ đi, cũng như là anh em mình có thể có một cái dòng sản phẩm chất lượng, an toàn, uy tín để anh em mình sử dụng khi mà anh em làm cái công việc cũng như là sử dụng trong gia đình. Thì anh em đâu có cần một con máy quá nhiều hiệu năng đâu, thì anh em mình có thể lựa chọn hai mẫu máy sau đây em lên cho mình. Và giữa hai dòng này thì nó sẽ khác nhau. Một con chỉ có hai chế độ cho anh em mình là vừa khoan vừa vít, một con có thêm một chế độ nữa là vừa khoan vừa vít và búa cho anh em. Thì cái mã của máy AD18CB là dòng này á, anh em mình sử dụng là sẽ có 3 chức năng cho anh em mình. Còn đối với cái mã bên cạnh AD18C thì dòng này nó chỉ có 2 chức năng thôi cho anh em khi mà sử dụng. Thì bây giờ em sẽ là review cái dòng 2 chức năng trước cho anh em nha. Hai mẫu này thì khi đi kèm cho anh em đều có hết cho mình luôn là một cái vali để cho anh em mình có thể đựng phụ kiện. Anh em khui ra thì mình sẽ nhận được là một thân máy, con này là 2 chức năng, và sẽ kèm theo cho anh em mình là hai quả pin 18V. Trong viên pin này thì nó sẽ có cho mình là 5 cell nha anh em. Đó, và combo thì anh em mình sẽ nhận được là thêm một cục sạc adapter nữa. Rồi với con máy này thì anh em mình vẫn sẽ có một con máy để sử dụng gia đình, giá thành rẻ hơn rất là nhiều. Đầu kẹp thì đầu kẹp 10 ly. Phần máy thì anh em mình có thể là điều chỉnh được cấp trượt nè và chế độ khi mà sử dụng. Đó, và pin thì là loại pin 5 cell anh em, nó là rất nhỏ gọn cho anh em xài. Mẫu này thì tí nữa em sẽ test cho anh em xem được cái hiệu năng khi mà mình bắn vít và bắn tone nha anh em. Bây giờ sẽ quay cận lại một xíu cho anh em xem rõ được cái mã thông số của máy. Rồi bây giờ em sẽ là quay cận cảnh một con máy AD18C cho anh em mình, mẫu máy của Edon. Đây, thương hiệu Edon chính hãng cũng như là hàng nội địa Trung Quốc cho anh em nha. Mẫu này thì sử dụng pin 18V Lion. Và ở phần sau thì anh em mình sẽ thấy rõ hơn về phần thông tin. Nó sẽ có hai cấp cũng như là vòng tua máy khi mà anh em sử dụng. Cấp 1 anh em chạy được từ 0 tới 450 vòng, cấp 2 anh em chạy từ 0 tới 1450 vòng. Mắc in BRC, anh em lưu ý ở phần này, đối với những cái thương hiệu, những máy móc mà có cái mắc in BRC là hàng toàn bộ luôn, là hàng nội địa của Trung Quốc nha anh em. Thiết kế thì anh em mình khi mà hoạt động nè, anh em sẽ thấy được trong cái phần motor nó sẽ có đánh lửa, nó như đá hoặc quẹt vậy anh em. Đây, là dòng này là sử dụng chổi than nha anh em. Đặc trưng của dòng này thì giá thành rẻ để cho anh em mình dễ dàng đầu tư. Chế độ thì anh em mình có thể là điều chỉnh rất là đơn giản, từ 1 tới cấp trượt 18 rất là đơn giản. Và anh em nào mà muốn khoan để bắn vít bắn ton á thì anh em mình có thể là chỉnh sang chế độ khoan anh em. Đó, nó sẽ có hai tính năng và anh em nhớ điều chỉnh sao cho nó phù hợp nhất với em để mình sử dụng. Quả pin nhỏ gọn nhẹ kết hợp với máy. Rồi để tiếp theo anh em hiểu rõ hơn về cái dòng 3 chức năng thì em sẽ là khui ngay cho anh em mình để anh em tìm hiểu nha. Dòng 3 chức năng thì nó cũng sẽ đựng trong hộp cho anh em mình. Mẫu này thì cái màu máy á, màu máy riêng về cái phần màu máy thì của Edon nó sẽ là màu đỏ hơi đậm một xíu phối với cái màu đen nha anh em. Đầu của nó vẫn là đầu kẹp 10 ly thôi, đầu kẹp 10 ly này là bằng nhựa. Nó vẫn đi kèm cho anh em mình là hai quả pin và một sạc adapter. Quay cận cảnh hơn để cho anh em xem được con máy rõ hơn nha. Dòng này thì nó sẽ đặc biệt hơn, mã là AD18CB. Nó sẽ có cho anh em mình là ba cái chế độ khi mà sử dụng nè. Anh em mình có thể là bắn vít, khoan và khoan búa. Cấp trượt thì nó sẽ là vẫn 18 cấp trượt thôi nha anh em. Ngoại quan thì nó sẽ gần như là giống con kia, không gì thay đổi hết. Nó chỉ có một cái phần là cái chế độ và giá thành khi mà anh em đầu tư thôi. Và vòng tua máy vẫn chạy tối đa được là 1450 vòng. Giờ để anh em có cái nhìn tổng quát hơn về hai dòng máy này thì em sẽ thử là bắn vít và bắn ton cho anh em xem được cái hiệu năng của hai dòng khi mà anh em sử dụng. Riêng về cái phần mô men xoắn Newton của máy thì đối với một con hai chức năng thì chắc chắn lực nó sẽ yếu hơn, nó chỉ có 25 niu thôi. Còn em mình khi mà sở hữu một cái dòng ba chức năng thì nó sẽ có tới là 28 mô men xoắn cho anh em mình, lực máy khỏe hơn nha. Bây giờ thì sẽ thử trải nghiệm bắn vít bắn ton cho anh em mình thấy rõ hơn về hai dòng này. Rồi để anh em thấy rõ hiệu năng của cái dòng máy hai chức năng này thì em sẽ là test ngay AD18C cho anh em mình. Hai chức năng thì anh em chỉnh cho em chức năng khoan nha, trường hợp anh em muốn bắn vít gỗ. Nó rất là nhẹ nhàng luôn em. Những mẫu này nếu như mà anh em nào mà mình làm các công việc như là gia công gỗ hoặc là gia công tại nhà thì rất là phù hợp. Bây giờ sẽ làm test thêm cho anh em là bắn sắc hộp nha anh em. Đây, em bắn nhỏ, mẫu nhỏ. Đó, mấy con dài hơn một xíu. Và mẫu máy này bên em đang bán cho anh em nha. Mẫu này thì 25 niu. Bây giờ em sẽ là test qua cái dòng máy khỏe hơn 28 Newton, xem coi ba chức năng thì nó có khác gì nhiều so với cái dòng hai chức năng không nha anh em. Rồi thì tiếp theo sẽ trải nghiệm cho anh em mình là dòng máy ba chức năng AD18CB cho anh em mình. Ba chức năng thì khi mà anh em bắn vít thì mình chỉnh với em nha, vít hoặc là khoan để mình sử dụng.
này thì khi mà anh em mình bắn á, anh em mình bắn không sử dụng cấp trượt á thì nó sẽ rất là mặn nha anh em. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm tiếp là bắn sắc hộp. Rồi, và con này nó sẽ có một cái bài test cao bò hơn một xíu nữa là khoan cho anh em mình bê tông luôn. Đây, khi mà anh em mình chuyển qua chế độ khoan búa cũng như là anh em mình khoan tường hoặc là khoan bê tông á, mình chuyển giúp em sang chế độ khoan búa nè. Bây giờ sẽ test luôn cho anh em mình. Dòng này ví dụ mà anh em mình kẹt hay là gì đó, mình cũng có thể sử dụng bắn mũi khoan mũi 8 ly trên tường gạch để mình bắt tắc kê nha anh em, rất là phù hợp với anh em luôn á. Rồi, anh em có nhu cầu đầu tư những cái dòng Edo, những cái dòng sản phẩm mà hàng nội địa Trung Quốc thì anh em mình có thể lựa chọn ngay máy móc Việt Nam mình tân. Anh em mình có thể gọi ngay cho số hotline 0906 779465 để được bên em hỗ trợ, hoặc là anh em muốn tới tại cửa hàng để trải nghiệm thì đến ngay với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để trải nghiệm cho mình những dòng máy Edo hàng nội địa Trung Quốc nha anh em. Những dòng này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em mình là 1 năm chính hãng luôn. Và anh em đã xem video tới bây giờ, anh em có những lựa chọn cũng như là phân khúc và những cái suy nghĩ gì về những dòng này thì anh em có thể là comment ngay ở dưới để được bên em hỗ trợ và tư vấn thêm cho mình về các dòng máy mà bên em đang bán cũng như là phân phối tại Việt Nam nha. Và cũng cảm ơn tất cả anh em đã xem video tới bây giờ. Anh em nào xem video tới bây giờ thì cho em xin thêm một lượt đăng ký kênh, kèm theo đó anh em nhớ nhấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để mỗi khi mà bên em lên video hoặc là cập nhật những cái dòng máy mới hàng nội địa Trung thì anh em mình có thể là được tiếp cận nhanh, tránh cái tình trạng là nó hết hàng nha. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.